Kiều Giang xin kính chào quý vị. Chúng ta đang xem đài truyền hình Thái Bình TV Online.com. Đây là chương trình giải trí Kiều Giang Makeover Show. Tuần vừa rồi quý vị xem người mẫu phái nữ làm tóc và trang điểm. Tuần này thì chúng ta có người mẫu phái nam đến để cắt tóc kiểu Hàn Quốc và highlight. Bây giờ chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between, counting 1, 2, 3, Peter Pan, Mary, getting down with 3P, everybody loves Ocean. Chưa hợp thời đại muốn thay đổi thì xin liên lạc Kiều Giang, email kiều giang 425 yahoo.com để vô chương trình này giải trí mà miễn phí nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem đài truyền hình Thái Bình TV online.com, chương trình giải trí Makeover Show với Kiều Giang. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại chương trình kỳ tới.